6 ohm em nha. Em còn một ít lo kèn CNC gắn vô những cái bình xăng mà dòng siêu nạp nha anh em. Dành cho những cái bình xăng hồng nhỏ hoặc là anh em xài những cái hồng xăng FI thì kia ha. Thì cái này cái lo kèn là lo kèn CNC nha anh em, lo kèn CNC. Mình còn và mình còn được một ít đây nè. Mình thanh lý nha. Giá 99k một cái ha. Và em miễn ship toàn quốc cho anh em luôn. 99k và bao ship luôn. Đó, lo kèn CNC nha. Siêu đẹp. Này lỗ 38 nha anh em. Lỗ 38. Gắn được cho tất cả các dòng bình xăng mà như là bình xăng 100, 110 nè, bình đít gài nè, đó những cái bình xăng hộp nhỏ. Nói chung là hộp 38, 39 là anh em đưa vô là ngay nha anh em. Đó. Em thanh lý nha, thanh lý chỉ 99.000 cái thôi. Anh em nào xài alo mình. Đây. Đây là mình gắn vô cái bình 110 nè, bình quy thái 110 nè. Đây ha. Siêu đẹp dễ thương, dành cho anh em đi gió sóng hoặc là đi gió ngoài. Đó. Còn là anh em nào đi cái họng này em thấy là nếu mà để vô lỗ sườn luôn mà đi xài cái co mà nó sát sát vô là cũng đẹp nữa. Đây là bình gài nè anh em. Đó. Rồi ok ha, hàng rất là đẹp ha. Giá em lấy 99.000 cái nha. Anh em nào có nhu cầu thì alo ủng hộ em nha.